Thưa quý vị, trong mục tiêu chung tay xây dựng thành phố Đà Nẵng điểm đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố đang tích cực nỗ lực kết nối các nguồn lực hỗ trợ các dự án khởi nghiệp của thanh niên cũng như đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho người trẻ. Năm 2022, các cấp bộ đoàn hội tại Đà Nẵng đã có nhiều cố gắng chủ động sáng tạo trong tìm kiếm tổ chức các hoạt động mang tính thực tiễn, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về ý thức sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp trong đoàn viên sinh viên trên địa bàn thành phố. Trong đó có nhiều hoạt động điểm nhấn mang dấu ấn như Festival khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng, tập huấn Bootcamp bệ phóng khởi nghiệp, cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Cùng với đó, thường xuyên tổ chức các buổi tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, các buổi giao lưu đối thoại với các doanh nghiệp nhằm lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong đoàn viên thanh niên. Việc kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và tạo những diễn đàn, những cơ hội để các bạn có thể thử sức vượt qua được những cái giới hạn của bản thân thì là một trong những cái việc rất cần thiết và nên làm thường xuyên. Thực tế cho thấy, cùng với xu thế khởi nghiệp trẻ, khởi nghiệp 4.0, hiện thanh niên rất quan tâm và mong muốn được có cơ hội tham gia đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức về khởi nghiệp, cũng như được phổ biến tiếp cận các chính sách về khởi nghiệp. Em cũng mong là sau này là em sẽ được tập huấn nhiều hơn về những cái kỹ năng về khởi nghiệp để mà em có được nhiều hơn về những cái nhận thức về cái tính khởi nghiệp và tinh thần khởi nghiệp cho tương lai sau này của em ạ. Dù sôi động và khá tiềm năng, tuy nhiên, theo đánh giá, hiện các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của đoàn viên thanh niên tại địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong kết nối nguồn vốn đầu tư, kênh thị trường. Khó khăn hiện nay thì với cái sự nguồn vốn cũng như là tìm kiếm cái doanh nghiệp mà trong đó các quỹ thiên thần cũng như là quỹ đầu tư mạo hiểm giúp cho các bạn đoàn viên thanh niên thực hiện hóa. Thì hiện nay thì trên địa bàn thành phố mặc dù cũng có rất là nhiều quỹ, tuy nhiên thì những cái doanh nghiệp cũng như là các doanh nghiệp trẻ để đầu tư vào startup thì hiện nay cũng đang rất là hạn chế, cũng rất là khó khăn của địa bàn thành phố. Hiện thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố đang nỗ lực kết nối các kênh vay vốn cho thanh niên khởi nghiệp, trong đó ưu tiên các dự án khởi nghiệp sáng tạo, đồng thời tiếp tục triển khai các hoạt động tham vấn, kiến nghị, chính sách khởi nghiệp đối với thanh niên, góp phần đưa phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên Đà Nẵng ngày càng lan tỏa và không ngừng nâng cao về chất lượng.